driveway bị nứt, parking bị bể, cần đổ xi măng cho các công việc như lối đi, sân sau nhà, xin gọi anh Đặng Đỗ Xi Măng. Chúng tôi chuyên nhận đổ xi măng cho các công việc từ nhỏ đến lớn, cho tư gia hay cơ sở thương mại. Đặc biệt, công ty có đầy đủ dụng cụ máy móc để đập phá lối đậu xe cũ và đổ lại mới trong vòng một ngày. Đặc biệt, chúng tôi có làm xi măng màu và cắt nhiều kiểu khác nhau như Blackstone, Slate, Brick hay bất cứ kiểu gì nào quý vị muốn, màu sắc hài hòa, sang trọng. Với đội ngũ nhân viên và đích thân chủ nhân nhiều năm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một tấm xi măng hay chỗ đậu xe vừa ý nhất. Để biết thêm chi tiết hay tham khảo miễn phí, xin gọi anh Đặng ở 832 372 0902, 832 372 0902.